Nhà có lon nước ngọt không? Có. Có lon. Nhà nước sạch bỏ nước ra đi nhà. OK. Rồi, chúng ta bắt đầu nha. Rồi, thì trước khi đi tiếp thì mình thống kê lại tí xíu nè, để cho các bạn hình dung được mình đang đứng ở đâu, nha. Rồi, các bạn, đợi tí xíu nha. Rồi thôi các bạn lưu ý nè, để ý nha. Thì hiện tại thì các bạn đã biết được cách dựng server và cách mà chúng ta request dữ liệu từ dưới app của mình nè. Đây, ví dụ như từ dưới app mình post lên thế nào, dữ liệu lấy về thì chúng ta ép vào dạng JSON, chúng ta dùng decodable chúng ta đọc. Như là bạn đã biết cách giao tiếp được với server rồi. Thì bây giờ các bước tiếp theo của chúng ta như sau. Khi mà các bạn đi sâu vào một cái project thì các bạn mới thấy được các vấn đề chúng ta gặp phải. Đó, và chúng ta sẽ chuẩn bị bước vào một cái project. Và qua cái project đó, chúng ta sẽ thấy được cái cách build một cái sản phẩm hoàn chỉnh thế nào. Và nhân tiện thì các bạn lưu ý nha. Những bạn nào mà dự định là sẽ làm cái gì đó ở đồ án cuối khóa, nghĩa là bạn dự định làm cái gì rồi đó, thì bạn đã có thể bắt đầu từ bây giờ. Mặc dù khóa học chúng ta chưa kết thúc nhưng bạn có thể làm song song luôn. Ví dụ như bắt đầu buổi sau chúng ta sẽ vào cái project và mình sẽ liệt kê ra cái nội dung chúng ta làm là cái gì. Ví dụ ở trên lớp cụ thể cho các bạn biết trước luôn, mình sẽ chọn một cái app thiên về bán hàng, tại vì thường cái app bán hàng nó nhiều cái chức năng lắm. Thì trên lớp mình sẽ liệt kê ra các màn hình chúng ta sẽ phải làm, nhiệm vụ trong từng màn hình phải làm là cái gì, user client sao, server thế nào. Và khi làm xong thì mình sẽ submit cái app mình đang học trên lớp lên server luôn. Thì dựa vào gì học trên lớp, bạn có thể là lên plan để bạn làm cái project dưới máy của bạn rồi đó. Thì làm song song luôn chứ đừng có đợi kết thúc khóa học. Đương nhiên kết thúc khóa học thì mỗi người sẽ có 2 tuần lễ bạn làm. Nhưng mà tốt nhất các bạn nên làm ngay từ bây giờ luôn, để có vấn đề gì chúng ta trao đổi trong buổi học luôn nha. Rồi, thì bây giờ trước khi các bạn vào cái project á, thì mình sẽ thử một số cái vấn đề nho nhỏ nha. Bạn cần phải giải quyết cái vấn đề như sau nè. Bây giờ một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh á, khi đâu phải là bạn cầm nguyên cục và nói ê tôi làm sao rồi mà giao khách được. Thì thường sản phẩm của các bạn á, nó sẽ có 2 side, nghĩa là hai phần. Thì cái phần thứ nhất là dành cho administrator, cái phần thứ hai là dành cho khách hàng, được chưa? Client Administrator chức năng là gì? Nhiệm vụ của bạn á, là viết cái site để mà cho khách hàng quản trị nội dung, đơn giản thôi là quản trị dữ liệu. Quản trị thì trong cái quản trị mà bạn cho khách hàng quản trị những món gì á, bạn liệt kê ra ví dụ danh sách client, nghĩa là những người mà khách hàng đã đăng ký trong danh sách client, ví dụ là danh sách sản phẩm, đâu phải tự nhiên có cái sản phẩm nó mà đổ về đây, các bạn hiểu không? Phải có một cái site để cho khách hàng người ta tự nhập liệu phần này lên. Và nếu như site của bạn là site bán hàng thì có một cái trang để mà quản trị cái thông tin đặt hàng. Ví dụ như là hôm nay có bao nhiêu người đặt đặt, đặt phòng khách sạn, bao nhiêu người tới, bao nhiêu người không tới, giá tiền từng người là bao nhiêu. Đó, ít nhất phải là những cái này. Đôi khi nó sẽ có một số chức năng khác, ví dụ như là quản trị cái thông tin, ví dụ như là lượt người xem, hay là sản phẩm nào được xem nhiều nhất, là viết cái report ra cho khách hàng ta xem.
Có thể bạn chưa đụng thực tế, thành ra bạn không có thấy rõ vấn đề này. Nhưng mà giả dụ mình thật ra gặp nhiều lắm. Nhiều khi á, khách người ta gặp bạn, người ta không nói gì hết. Tôi nói à, tôi muốn làm cái trang bán sách thôi. Nhưng mà bây giờ sau 3 tháng hoạt động, tự nhiên người ta gọi điện bạn, tôi nói là cho tôi biết coi, trong tháng vừa rồi nhóm sách nào là 10 cái cuốn sách được khách hàng xem nhiều nhất để mà tháng này tôi làm quảng cáo. Bạn nói hồi xưa ông nói lấy gì tôi code, các bạn hiểu không? Nhưng mà nếu mà bạn làm database chuẩn thì bạn sẽ giải quyết được những cái đó, chỉ cần một dòng để mà bạn code ở trong Mongo thôi là chúng ta móc được thông tin đó rồi, các bạn hiểu chưa? Ở đây thì là ba cái chức năng nhỏ nhất các bạn cần phải làm trong quản trị. Rồi ở phía khách hàng là gì? Là chúng ta sẽ viết API để chúng ta đổ dữ liệu về cho khách hàng. Thì phía server á, nghe nè, ba cái chức năng quản trị này nè là thường á sẽ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là viết một cái app để cho khách hàng tự nhập liệu quản lý trên app luôn. Thứ hai là dạng web. Nhưng 99% khách hàng người ta chuộng cái dạng web hơn. Cái dạng này nè, tại sao? Nói gì nói thì cái iPad hoặc cái điện thoại thì kích thước rất là nhỏ, thành ra là không có phù hợp để mà thấy cái data tổng thể. Trong khi ví dụ danh sách khách hàng nè, rồi sản phẩm đây nè, cái thao tác nhập liệu rất là nhiều. Thành ra thường là cái mảng quản trị này nè, bạn phải viết web chứ bạn không có làm app để quản trị như người ta. Và hiểu chưa? Như vậy ý mình mới nói các bạn như vậy nè. Mặc dù là các bạn làm về iOS nhưng bắt buộc các bạn phải có kiến thức về HTML, CSS, jQuery và phải nắm được ba cái đó để chi bạn có thể viết được những cái site, cái trang quản trị khách hàng. Giống như nhiều bạn hay nghe cái từ full stack đó, mà full stack thực ra cái từ đó đang bị lạm dụng nhiều lắm. Tại sao mà nói như vậy? Lý do đơn giản thôi, khi mình tuyển nhân viên vào làm á, thật ra hiếm cái thằng nào mà nó nắm được cả viết được trang quản trị và cả trang chủ và thậm chí cả server nó quốc luôn. Tại vì đa số tất cả như các bạn vậy đó, hiện tại các bạn đang đa số luôn, mình thấy lớp trẻ bây giờ nó bị với suy nghĩ là cái gì các bạn biết không? Nó chọn một mảng thôi và nó nói là nó luyện một cú thôi cho nó chắc cứng khừ nó kiếm tiền được cái đó. Bây giờ đó là sai lầm rồi bạn. Ví dụ như bây giờ bạn mà chỉ code được bên iOS thôi, bạn lủng cái mảng bên web hoặc là trong quản trị hoặc thậm chí server bạn không biết, thì như vậy project bạn không thể nào tự làm được hết á. Ví dụ cụ thể hôm nay mình học, bạn thấy chưa? Ví dụ như hôm nay mình học rõ ràng chúng ta cần hai kiến thức đúng không? Kiến thức rõ ràng là lập trình bên Node.js để mà bạn truy vấn dữ liệu, phải đòi hỏi kiến thức gì? Phải đòi hỏi kiến thức về MongoDB, code JavaScript để mà chạy Node.js. Rồi sau đó mình lại quay về phía bên iOS mà lại code cái thằng Swift nữa. Như vậy thì nếu mà bạn còn cái suy nghĩ là tôi chỉ học Swift không, tôi không học cái khác á, là bạn khó làm cái sản phẩm hoàn chỉnh lắm, hiểu chưa? Và đó là lý do tại sao mà chuẩn bị bữa tới chúng ta sẽ vào một cái project và chúng ta sẽ lồng tất cả vào luôn. Thì chuẩn bị nghe kỹ nha. Project chúng ta sẽ làm, các bạn sẽ có tất cả là 3 phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ viết cái API để mà phục vụ cho client. Thì bạn biết là API là cái mà hôm nay mình ngồi học á, tạo những cái row xuất dữ liệu và những cái row để mà nhập dữ liệu vân vân, người ta gọi đó là API. Phần thứ nhất là API. Phần thứ hai mình sẽ chỉ cho bạn cách viết trang quản trị luôn. Mình biết mặc dù sẽ có trong lớp mình sẽ có một số bạn chưa có quen về web, nhưng nghe mình đi, phải học. Không chưa học web cũng chẳng sao, cứ ngồi code lại đi là tự động mà có cảm giác mình quen với nó thôi. Cái nghề của mình là cái nghề phải bắt tay vô làm nó mới quen được, còn ngồi nghe không nó không được đâu. Thì mình vẫn sẽ chỉ cho bạn cách viết trang quản trị. Tại vì nếu mà không chỉ bạn làm trong quản trị thì bây giờ cái sản phẩm mà làm xong thì ai quản trị data trên nó, nhập liệu đâu ra, hiểu chưa? Như là phần thứ hai là mình sẽ chỉ bạn cách viết cái trang quản trị luôn. Và phần thứ ba là bên client, thì client chắc chắn rồi của chúng ta sẽ là thằng iOS Swift đó, không có gì khác hết nha. Rồi đó, thì trong iOS thì mình sẽ phân tích rõ ràng cho các bạn có bao nhiêu màn hình, thì mình sẽ liệt kê ra đầy đủ đây cho các bạn xem, các bạn hiểu chưa? Như vậy thì hiện tại là mình đang đứng ở cái bước là mình biết cách giao tiếp giữa API, server Node.js, database là MongoDB và tương tác thiết bị. Và chuẩn bị chúng ta sẽ vào cái sản phẩm, một cái project chính giống như vậy. Và bạn sẽ có một cái công nghệ nữa rất là quan trọng, đó là Real Time Socket IO. Thì mình sẽ cố gắng mình lồng nó vào trong cái project này luôn, nghĩa là mình sẽ làm chức năng chat á. Nghĩa là thật ra thì cái Socket IO có rất nhiều demo để bạn học. Thí dụ như là bật cái vị trí bản đồ lên chẳng hạn, đi tới đâu thì cập nhật tới đó cũng là socket IO.
hoặc là project chat chẳng hạn, thì chat nó phổ biến hơn, tại vì project nào cũng cần hết. Thành ra là mình sẽ chỉ cho các bạn cách viết cái chat nhúng ngay trong cái thằng này luôn nha. Đó thì chuẩn bị nha, bắt đầu bữa sau quan trọng thì chúng ta sẽ không có được vắng bữa nào nha các bạn, chú ý nha. Bắt đầu bữa sau thì mình sẽ phân tích cho các bạn project chúng ta cần làm cái gì, màn hình đi sao, có bao nhiêu màn hình, database thế nào, và chúng ta sẽ cắm đầu vào sát cái phân tích đó mà làm thôi, chứ không có trường hợp làm tới đâu phân tích tới đó, hiểu chưa? Rồi cho các bạn lưu ý cho đó nha. Thì cho mình hỏi lại tí xíu nè, cái phần mà post dữ liệu từ phía client lên server giống như bữa trước mình học á, mình post lên cái route giống như vậy nè. Đó thì phía server thì mình dùng decodable, và các cái field này nó giống như cái tên field trên server, thì mấy cái này các bạn nắm hết rồi đúng không, đơn giản ha. Rồi ok, thì bây giờ hôm nay thì mình sẽ làm thử một cái bài nho nhỏ để cho các bạn quen hơn nữa với là cái việc chúng ta sử dụng các lệnh truy vấn trên server, là quen hơn nữa với cái việc chúng mình sử dụng dữ liệu truy vấn server nha. Thì giờ đơn giản thôi, thì bây giờ chúng ta sẽ code cái chức năng là đăng ký thành viên, đơn giản ha. Hôm nay mình làm trước một cái rao thử đi, đăng ký thành viên, và mình sẽ liệt kê cho các bạn cái chức năng mà nó phải làm trong đó là cái gì nha. Rồi ok, bây giờ mọi người quan sát nè, bây giờ mình sẽ làm thử một cái round để mà cho các bạn đăng ký thành viên. Thì bây giờ chắc chắn rồi, bây giờ dưới phía client, dưới client này nè ha, chúng ta sẽ viết một cái round, xin lỗi, một cái màn hình. Thì cái màn hình là đăng ký thành viên, màn hình tên là register. Register thì mà register này sẽ cho khách hàng người ta nhập liệu cái thông tin khách hàng đăng ký thành viên, và sau đó nó sẽ nã lên API, và nhiệm vụ của API là lưu trữ cái thông tin này vào trong database, đơn giản vậy thôi, các bạn hiểu chưa? Thì trong API các bạn sẽ tạo cái row là suite, cái row post chấm post, được chưa? Và cái row post này là gì? Suite register, xong đó. Phía ở API các bạn sẽ tạo cái row là post tới register, và khi cái màn hình mà các bạn đăng ký thành viên á, người ta nhập liệu nó sẽ nã lên cái row này, các bạn hình dung chưa? Rồi giờ nghe tiếp nè, đăng ký thành viên thì thường chúng ta cần những cái thông tin gì nè, thì mình liệt kê nhanh cho các bạn đây luôn nha. Các cái field quan trọng nhất, username, được chưa? Rồi username nè, password là hai cái cực kỳ quan trọng, tại vì hai cái này dùng để đăng nhập mà, được chưa? Rồi những cái link tin không quan trọng thì mình sẽ để phần xung quanh ha, họ tên nè. Rồi họ tên, địa chỉ, rồi số điện thoại. Rồi giờ bạn xem nha, nhắc lại hai cái field quan trọng mình để lên trên cùng. Rồi bây giờ nói tới cái chức năng mà đăng ký thành viên á, thì các bạn cứ nhớ lại bất kỳ cái trang web nào mà bạn đã từng vào có chức năng là đăng ký thành viên, thì các bạn xem thử đi, bên trong đó nó làm những chức năng gì nè. Username, password phải nhập nè, khỏi nói rồi ha. Rồi username, password nè, địa chỉ, họ tên, số điện thoại, thì ba cái này không quan trọng, mình sẽ để cái nhóm riêng xa xa ra một chút, nằm dưới này. Rồi bây giờ bạn suy nghĩ đi, nghe nè, cái màn hình này á, khách hàng người ta nhập liệu đúng một năm thằng này, password, username, địa chỉ, họ tên, số điện thoại, bấm ok một phát một là ngay lập tức cái dữ liệu này được lưu lên server, đúng hay sai? Mà nếu sai thì cho mình biết là khi mà server nó nhận được cái thông tin khách hàng đăng ký này nè, thì chúng ta phải ràng buộc và kiểm tra những cái gì, gõ comment làm sao nè. Bạn gõ làm sao thì mình sẽ code như vậy cho các bạn xem nha. Phân tích nè, tự phân tích nha, suy nghĩ đi, nhắc lại mình hỏi lại, khách hàng người ta gõ thông tin ở đây, bấm đăng ký một phát một là ngay lập tức cái dữ liệu đó lên database, đúng hay sai? Nếu sai cho mình biết, chúng ta cần phải kiểm tra cái diện server, và thường những cái trang đăng ký thành viên nó hay làm cái gì, bạn gõ comment mình xem, mình phân tích theo bạn nha.
Validate Username có tồn tại hay không. iOS phải validate, nó sẽ validate lại. Ok, hiểu ý của bạn luôn. Rồi, như vậy thì mình tổng kết lại nha. Ý bạn nói là validate username. Rồi, ok, cái chuyện là phía bên nào kiểm tra thì mình nói sau. Nhưng mà giờ mình tổng kết lại nha, những cái mà các bạn cần kiểm tra nè. Thứ nhất, không chắc chắn một điều là không thể nào người ta nhập cái gì đưa lên database cái đó. Không được như vậy. Không được nha. Mà chúng ta phải kiểm tra phía server nè. Phía server thì cái ra là post register này nè, khi mà nó nhận được cái thông số này nè thì nó phải làm một cái thao tác là gì? Nó kiểm tra. Nó phải kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Không được trùng. Không được trùng. Thì có hai cái không được trùng: username và mình ghi là available. À, kiểm tra cái gì nữa? Email phải available. À, tại vì hai cái user, cái username mà trùng thì không login được. Email trùng thì bạn không có xác thực được. Thấy chưa? Nếu mà mình làm cho qua cái bài này á, thì chỉ cần bạn nhập liệu một phát một hay lên rồi. Nhưng mà thực tế nó lại không phải đơn giản như vậy. Thực tế nó khác nhiều, các bạn hiểu chưa? Mình ngồi mới nói xíu thôi là bạn thấy ngay là cái gì? Đăng ký thành viên thì hai thằng này không được trùng. Mà khách hàng ta có biết trùng hay không đâu. Thành ra là khi người ta bấm đăng ký á, nhiệm vụ với server của bạn á, là phải báo cho người ta biết username hoặc là email của khách hàng bị trùng rồi kìa. Đó. À, chết cha, có cái email nữa hả? Thêm cái email nữa nha. Email. Chính xác. Email đôi khi chúng ta dùng để xác thực hay là quên mật khẩu này nọ gì đó. À, mình dò qua bên cái email. Được chưa? Rồi, như vậy chuyện thứ nhất là kiểm tra cái email và username không được trùng. Rồi, cho mình biết nè, comment tiếp coi. Đăng ký cái bụng cái là xong hay là có phải làm cái gì nữa hay không? Những cái trang mà xưa giờ bạn biết á. Gõ comment mình xem nè. À, cái tên sử dụng đúng chuẩn hay chưa và cái số điện thoại đó kỹ hay không thì không có cần phải code trên server. Tại vì là cái chuyện là kiểm tra cái dữ liệu mà ta nhập á, có hợp lệ hay không là bạn bắt ngay dưới iOS luôn. Mình hiện tại đang tập trung phía server thôi. Thành ra chúng ta không cần phải code hai chức năng này. Nghĩa là nếu bạn cần, chúng ta code ngay cái lúc bên iOS luôn, bắt cái sự kiện cái action của button á, mình check hoặc là bắt ngay cái lúc người ta vừa gõ xong cái tag field thì nó không có liên quan. Ok, mã hóa password, chính xác. Khi mà lên server không có thể nào bạn lưu nguyên cái password của database người ta vào được hết. Mà nhớ cái password bắt buộc phải được mã hóa, thì từ này ha mình trẻ ra cái mình ghi phải mã hóa. Và lưu ý, chúng ta mã hóa bằng thư viện bcrypt nha, mình giải thích cho các bạn sau. Chúng ta sẽ mã hóa bằng bcrypt nha. Đó, dùng bcrypt để mã hóa cái mật khẩu. Tiếp nè, chưa xong đâu, còn nữa. Cái gì nữa nè, thường đăng ký cái bật cái là xong, login được hay là sao? Comment tiếp cái nè, đăng ký thì phải hay sao nữa nè. Đăng ký Notmail, xác thực đăng ký. Ờ, đúng rồi, chính xác. Nghĩa là đâu phải là cứ quăng đại cái email nào là vô, đúng không? Mà phải bắt nó xác thực chứ. Chính xác. Rồi, như vậy nè, xác thực. Rồi, giờ cái xác thực thì mình sẽ code làm sao? Rồi, ngoài cái chức năng kiểm tra nè, thì mình phải thêm một cái điều kiện, thêm một cái hành động nữa bạn cần phải làm là
kích hoạt email đó, kích hoạt email đấy, chức năng này đang xuống đây à, thấy chưa à, mấy cái field mà khách hàng nhập liệu á thì à, mình sẽ đổi nó qua màu xanh ha để bà phân biệt. Màu xanh là những cái field mà là những cái thông tin mà khách hàng ta gửi lên ha. Rồi còn cái màu nâu nâu là cái hành động mà chúng ta sẽ phải làm, được chưa, để bà không có nhầm ha. Đó, mấy cái màu xanh này là cái field khách hàng nhập liệu lên nè, còn mấy cái màu nâu dưới đây là nhiệm vụ của bạn phải cần kiểm tra trước khi bạn đưa vào server. Kích hoạt email đấy, kích hoạt email là thì mình làm gì thì nó đơn giản thôi, khách hàng ta nhận liệu cái kịch một cái server insert database và server sẽ gửi về cho nó cái mail, bắt nó vào cái mail, nó click một cái link thì nó mới kích hoạt lên được. Để đảm bảo nó phải vào mail thì bạn ý là thường những cái mail mà kích hoạt thành viên á nó lúc nào cũng vậy, nước là dài, biết tại sao không? Thì cái giải pháp kích hoạt email này nè, có nhiều kiểu để làm và cái kiểu mà phổ biến nhất là như vậy nè. Mọi người nghe kỹ nha. Khi mà khách hàng mà đăng ký thành viên á, server kiểm tra rõ ràng là username và email hợp lệ thì sẽ insert cái thành viên này ra database. Và để đảm bảo là nó kích hoạt mail thì phía server chúng ta sẽ có cái giải pháp này là gì nè bạn? Các bạn nghe nè. Chúng ta sẽ tạo ra một cái con số random. Random number. Đó, mình tạo ra random number và con số này tạo thiệt là dài ra. Con số này mình sẽ tạo thiệt là dài. Đó. Mình cho cái màu nó khác một tí ha. Màu vàng đi. Ok. Mình sẽ tạo cái random number này. Đó. Rồi. Cái random number này là cái gì nè? Là con số tự động. Và cứ mỗi thành viên khi mà insert database á, nó sẽ có một cái random number. Và cái kích hoạt email là mình làm gì các bạn biết không? Chúng ta sẽ gửi cái mã số này nè vào cái email mà khách hàng đăng ký. Để làm chi? Khách hàng khi mà ta đăng ký thành viên xong á, login không cho nha, mà bắt buộc là người ta phải đi vào mail, người ta click cái link. Mà khi click cái link đó đó thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm một cái round nữa là get. Và cái round này tên là active user. À, và cái round active này á thì bạn sẽ kèm cái hai chấm random number vào. Mình viết tắt chữ răng ha. Đó, các bạn tạo một cái round này. Thì cái ý nghĩa của cái round này là cái gì các bạn biết không? Cái round này á là để kích hoạt thành viên á. Tại vì sao vậy? Khi mà đăng ký thành viên thành công á, bạn tạo cái random number này. Sau đó chúng ta sẽ gửi vào trong cái mail nó có link này nè. Thì đương nhiên bắt buộc cái khách hàng này nè, người ta phải đi vào mail, người ta mới có cái link này. Thì do cái random này bạn phát sinh random mà, thành ra là chỉ có khách hàng vào mail người ta mới click được cái link này thôi. Như vậy thì khi mà khách hàng click vào cái link trong mail á là server mình chạy cái round này, đúng không? Và nhiệm vụ của mình là cái gì? À, lấy cái random này nè, chúng ta dò trong đây coi khách hàng kích hoạt rồi hay chưa. À, như vậy để biết kích hoạt rồi hay chưa thì bắt buộc là khách hàng phải có thêm một cái field nữa là active. Và active này có kiểu là true form, nghĩa là boolean á. Mặc định khi mà đăng ký thành viên thì cái giá trị này nó sẽ là false, được chưa? Đó, mình sẽ để chung với cái nhóm active như này ha. Kích hoạt email. Kích hoạt email thì đây chúng ta sẽ thêm hai field nữa là random number và active. Vừa đăng ký thành viên chưa kích hoạt thì cái cột active của người đó là false. Và khi mà người ta vào mail, ta click vào cái link này, chúng ta dò trong cái bảng này đúng như cái random number thì cái user đó sẽ được active lên true. À, cái chuyện gửi mail sao thì chúng ta sẽ làm việc ở trong Node.js. Thì có hai cách gửi mail, một là chúng ta dùng mail của server chúng ta gửi. Thì cái đó là dành cho trường hợp là bạn biết cách set up một cái mail server chạy cá nhân, hoặc là bạn ra ngoài bạn thuê một cái mail server bạn trả tiền hàng tháng chẳng hạn, hoặc có con VPS rồi đó chạy mail. Ở đây thì mình sẽ chỉ với bạn cách dùng Gmail để bạn gửi. Gmail nó cung cấp cho chúng ta có thể là dùng API của thằng Node, chúng ta dùng Gmail chúng ta gửi đi cũng được nữa. Đó, đừng đứng từ phía Node đó, gửi mail đi đó, hiểu chưa? À, như vậy thì bạn thấy là chúng ta cần cái cột active để biết được là cái người này active lên rồi hay chưa. À, cái random number này để cho biết được là à, cái mã số này là dành cho đúng cái này thôi. Thành ra bạn thấy là bạn tự kiểm tra đi,
bạn mở lại những cái mail mà kích hoạt thành viên hồi xưa giờ bạn học á, cái link mà active á nó rất là dài đúng không, mã số lung tung lên hết. Tại sao vậy? Tại vì nó cố tình tạo ra random number này thiệt là dài để tránh bị giả mạo. Không có cái link active nào mà nó chỉ có cái mã user nào mới chọn hết á. Nếu truyền cái mã user với cái link đó là nó nhập cái mã user khác lên làm sao, hiểu không? Thành ra là cái link active lúc nào nó cũng dài hết đó, hiểu chưa? Như vậy chốt lại sau khi phân tích một hồi thì cái bảng user của bạn á, chúng ta sẽ có các cái field màu xanh, và phân tích một hồi nó sẽ có thêm hai field nữa là cái random number và cái active. Như vậy là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 field. Được chưa? Và cái nhiệm vụ khi mà khách hàng mà đăng ký thành viên á là chúng ta sẽ kiểm tra coi cái username này có tồn tại hay không, email nó có tồn tại hay không. Nếu không tồn tại thì chúng ta mới insert người này database. Và với một điều là cái random number phải tự phát sinh, và cái active của mình sẽ là forms. Bước số 2, chúng ta sẽ viết cái row là active lên. Bắt người ta vào mail, ta click cái link để người ta active lên. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách chúng ta dùng Gmail để chúng ta gửi cho nó. Các bạn hiểu chưa? Đó, để cho các bạn thấy được là gì nè. Khi học trên lớp thì các bạn chỉ biết một đúng một việc là giao tiếp giữa API, Node.js và client thôi. Nhưng mà khi các bạn vào project để mà cái sản phẩm nó cầm trên tay mà chạy được á, các bạn phân tích rõ ràng là giống như vậy nè. Các bạn hiểu chưa? Phân tích ra như vậy nè. Đó, rồi chúng ta mới vào code. Các bạn hiểu chưa? Giờ các bạn thấy giữa giữa thực tế với lý thuyết nó khác nhau đúng không? Đó, thì bắt đầu qua buổi sau thì mình sẽ vào những project y như vậy nè, và mình sẽ làm một cái project hoàn chỉnh luôn, đầy đủ để cho các bạn thấy được cái cách chúng ta đi một cái sản phẩm như thế nào ha. Và như hồi nãy mình có nói rồi đó, ngay bây giờ các bạn đã có thể là tự phân tích ra cái project mình sẽ làm hàng ngày ở nhà là gì, thì cái đồ án của bạn luôn đó. Tốt nhất cái đó bạn nhắm bạn cần để mà xài thiệt luôn lại càng tốt nữa. Tuy nhiên làm lần đầu sẽ trầy trật lên xuống, có thể xấu một chút, nhưng mà ít nhất phải có cái sản phẩm trước đã. Mà có thể bạn làm theo version 2, version 3 mà update cái app lên, hiểu không? Rồi giờ các bạn nhìn kỹ lại cái mô hình mà login nãy giờ mình nói nha. Đặc biệt phía server chúng ta phải xử lý những hành động này nè. Bạn xem thôi, có chỗ nào chưa hiểu hay là cần thêm cái gì không thì cứ comment ở phía dưới nha. Mình có gợi ý như vậy, nếu có thời gian á thì tại vì mình không có thời gian đó mà dạy hết Node.js cho các bạn đâu, bởi vì cái này là nằm phía server rồi. Nếu bạn nào mà quan tâm với server đó, bạn có thể là tham gia cái khóa là lớp học Min á, Full Stack Min á, thì trong đó nói về server rất là kỹ. Nhưng nếu bạn không có thời gian thì mà bạn muốn code phía server mà cho nhanh á, vô thẳng project luôn á, thì các bạn đi vô cho mình cái chỗ à đây, trong cái Node.js cơ bản này nè, thì
các bạn làm cho mình đây. Các bạn share cho mình cái bài là lập trình web với Node.js Express và Postgres. Chỉ có điều là cứ là bài này dùng Postgres thôi, chứ nó sẽ khác trên lớp. Lớp thì mình đang dùng là MongoDB, nhưng mà cái này là mình chơi Postgres. Thì bạn coi cái này để bạn biết cách tương tác giữa Node.js với lại Express như thế nào là được rồi ha. Còn Postgres thì nó là một cái mảng khác nữa. Thay vì MongoDB thì ở bài này làm đang xài Postgres. Thì thôi bạn dẹp qua bên đi cũng chẳng sao. Thì bạn coi kỹ trong lập bài này nè. Đây, tạo project Node.js nè. Đó, và các bạn làm hết một cái loạt này cho mình. Đặc biệt chú ý cho mình là từ cái bài số 7 nè, bài số 7 cho đi tới bài số 13 là cực kỳ quan trọng luôn. Trên lớp ở đây thì mình đang học iOS nên mình không có thời gian đi sâu về server. Thành ra là mình chỉ có demo trực tiếp cho các bạn tới phần get và post trên server thế nào thôi. Thì body bạc sơ học rồi các bạn nhớ không? Get nè, post nè, thì tới đây là đủ 6 bài đầu là đủ cho mình dựng được cái server get và post rồi. Nhưng mà từ bài số 7 trở đi á là nó chính là cái phần này nè các bạn. Là bạn có thể viết được cái trang web để mà quản trị. Tại vì trang web thì cũng mất dữ liệu từ Node.js. Thành ra từ Node nó quăng dữ liệu qua bên cái web, và cái web nó dùng cái thằng EJS để mà nó render HTML. À thí dụ bên Node bạn có cái mảng, bạn quăng HTML, thì EJS là cái thằng mà giúp cho các bạn đọc dữ liệu được từ bên Node.js và nó render ra. Thí dụ như là Node nó trả về cái mảng 10 sản phẩm thì trong EJS nó sẽ render ra 10 thẻ disk cho bạn. Đó, thì EJS Engine nó giúp cho bạn làm cái đó. À, thí dụ như là sản phẩm nào có khuyến mãi thì hiện cái hình khuyến mãi ra, hiện cái image ra, còn không thôi dùng if nè, for nè, truyền tham số trong EJS thế nào nè, đọc mảng nè, upload file với monitor, cái này cũng rất là quan trọng ha. Mình chỉ với bạn upload file. Thì upload file với monitor thì sau này chúng ta sẽ up dữ liệu từ bên iOS ha. Thì bên iOS thì nó quăng data lên, còn chuyện server nó up thế nào thì chuyện của nó. Thật ra là nếu có điều kiện thì bạn cứ xem lập bài này. Đừng có suy nghĩ là bài free này nọ trên đây thì bạn không học nha. Yên tâm, mình đã dạy thì cái bài nào là cũng phải thiệt là chất, thì các bạn làm việc được với nó, học được với nó. Thành ra là mình nói cái này quan trọng, thì tối nay về ngồi xem liền lập bài này cho mình nha. Ngồi code lại y chang luôn đi. Chưa hiểu chẳng sao, làm lần thứ hai, lần thứ ba là từ đầu sẽ hiểu tại sao bỏ cái đó rồi. Và tự bạn suy ra để làm cái project của mình có thế nào. Xem lập bài này nha. Rồi, một cái loạt bài nữa thì mình cũng không có quan tâm lắm ở đây, nhưng mà nếu có thời gian thì bạn làm bài này cho mình. Node.js Socket IO. Node.js Socket IO. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta làm cái project chat. Ở đây mình cũng làm bài chat luôn, nhưng mà mình chat trên cái nền tảng là web, nghĩa là server mình vẫn là Node.js chắc chắn rồi. Socket IO là một cái library chạy trên Node.js. Nhưng mà cái thiết bị mà khách hàng chat á, thì cái loạt bài này á, là mình dùng trang web để cho nó thân thiện với nhiều người. Nhưng mà với chúng ta thì cái thư viện client hình chắc chắn phải là iOS web rồi. Hiểu chưa? Đó, các bạn lưu ý ha. Thì có hai loạt bài ha, bài này nè, với là bài này nè. Còn mấy cái này xung quanh thì nó rất là quan trọng đó. Nếu mà có điều kiện thì cứ xem. Ví dụ là bài Asinaway nè. Còn mấy cái chuyên đề, mình cũng có lập bài về Node.js cho Mongo nè. Rồi, bạn cứ xem qua ha, cứ ngồi về nhà có thời gian điều kiện cứ xem qua lập bài này luôn. Mấy cái web RTC thì nâng cao quá rồi, chưa cần đâu ha. Web RTC là nó hơn Socket IO một cấp nữa. Nó có thể là truyền tải âm thanh video, nghĩa là chat video call với nhau á. Cái này, cái bài này làm dạy cái đó đó. Còn cái đuôi lên Heroku thì cái này nếu mà bạn nào muốn cấp, muốn xem trước á, nghĩa là thí dụ như mình đang code cái server là đang chạy local, thấy không? Nhưng muốn đẩy lên server á, thì chúng ta đẩy lên Heroku. Thì cái lập bài Heroku này á, là cũ lắm rồi ha. Nhưng mà nếu mà ngồi dò dò nó sẽ khác hiện tại chút. Do đó là yên tâm, trên lớp thì mình sẽ làm cái mới nhất tại điểm hiện tại. Còn nếu bạn coi cái này thì nó sẽ khác chút nha, không có bị kẹt ha. Rồi, ok, nhớ liên này nha, online.khoaphạm.vn. Node.js cơ bản thì coi có lạc bài về Node.js Express. Kéo xuống dưới chút thì nó có thằng Mongoose, được chưa? Và có thời gian thì các bạn làm trước luôn, có lạc bài Socket IO cũng được nữa. Mình phân tích rất là kỹ trong này.
Rồi, ok. Thôi, thôi, bây giờ quay lại bài của mình ha. Bây giờ, đây, hình này nè. Đứng từ phía khách hàng, người ta nhập liệu thì các cái field, các ô màu xanh này nè. Ô màu xanh là cái ô mà khách hàng người ta nhập liệu lên. Và đứng từ phía server, mình sẽ xử lý server. Và mình sẽ insert cái dữ liệu này vào database. Thì trong đó ha, mình sẽ tạo một cái random number và mặc định ID là phone. Và chắc chắn với bạn, trước khi insert database bắt buộc là hai thằng này phải hợp lệ và sẽ trả kết quả về cho khách hàng những JSON để khách hàng biết được là insert thành công thất bại. Nếu thành công thì trả về KQL1 dạng JSON và đồng thời sẽ có cái mail gửi cho khách hàng để khách hàng vào kích hoạt lên. Cốt cho kỹ cái bài này để sau này mình lấy cái này là server luôn nha. Thống nhất như vậy ha. Rồi, ok. Rồi bây giờ quay lại thì bây giờ cái phần mà code phía server nó quan trọng là ra là mình sẽ tập trung code ở đây trước ha. Rồi bây giờ thống nhất cái bài này của mình nha. Thì bây giờ để đỡ mất thời giờ, mình sẽ lấy cái project bữa trước bạn học và chúng ta tạm thời quên đi mấy cái model sinh viên xin viết vậy nè, dẹp qua bên. Thì nếu mà ai mà chưa làm thì cứ chuẩn bị một cái project mới đơn giản ha. Cho mình setup, cho mình cài cho mình Express và Body Parser và Mongoose. Và Mongoose bạn kết nối database thành công, bạn ngắt server, bạn start lên và nó báo là connect database Mongoose ok là được rồi. Và một phút nữa mình sẽ bắt đầu code cái bài này thử cho các bạn xem nha. Rồi. Và trong lúc mà ai mà chuẩn bị xong rồi thì cứ suy nghĩ làm sao. Đó, bây giờ yêu cầu phía server nó code vậy nè. Thì mình sẽ làm những thao tác gì ha. Rồi, một phút nữa bắt đầu nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ phía server nè, tập trung nha, bắt đầu code nè, làm chung luôn các bạn ha. Bây giờ phía server thì chúng ta sẽ dựng cái round để mà cho khách hàng post cái thông tin đăng ký thành viên lên. Và trước tiên nói gì nói, chắc chắn là phải có cái model rồi ha.
Mình sẽ tạo một cái model tên là user ha. Tạo cái model tên là user, được chưa? Đó. Rồi, thì cái model user thì bạn thấy là model mình thôi khỏi đi, code mới đi ha, đừng có xài cái cũ. Rồi, mình có model user nha. Y như hồi nãy phân tích làm sao thì mình code vậy thôi ha. Rồi, gọi Mongo nè. User schema mongoose schema. Chuyên viên schema là cái mới ha. Rewire mongoose anh tả. Rồi đúng rồi. Ok, mongoose schema. Đó, có bao nhiêu field mình để ở đây. Thì cái field của nó thì mình sẽ dựa vào như thằng này ha. Chắc chắn là object ID tự phát sinh, khỏi cần phải làm. Và mình sẽ liệt kê các cái field bên này thôi ha. User name. Rồi, password đúng là mã hóa nhưng mà database thì vẫn là string thôi, chẳng gì lạ hết. Email string. Rồi, địa chỉ string. Họ tên. Số điện thoại. Rồi, nghe nè. Đây là những cái field khách hàng ta nhập. Nhưng mà bạn thấy phân tích chúng ta cần cái field là ID. Chúng ta cần ID để mà biết được là cái người này ID rồi hay chưa. Thì kiểu là boolean. Mặc định vừa sau database là false, ID là false. Chỉ khi nào khách hàng vào mail ta click hoặc kích hoạt lên á thì ID bằng true. Được chưa? Chúng ta có cộng random number. Thì cái này á, là để phát sinh mỗi người một random. Và chúng ta sẽ gửi cái random này vào trong cái mail ID. Được chưa? Để bắt buộc phải xác thực được là nó phải vào đúng cái mail thì nó click, nó mới gửi được cái random này lên server lại cho mình. Hiểu chưa? Rồi, như vậy phân tích lướt qua thì tối thiểu chúng ta có những field này. Được chưa? Rồi, đơn giản thôi ha. Rồi. Rồi ok, mình export nó ra cho Mongoose xài. Rồi mình đặt tên nó là user. Lấy từ cái user schema. Rồi, xong. Đó, rồi mọi người làm nhanh tới chỗ này nha. Rồi, mình vừa tạo cái model là user. Thấy chưa? Cái đóng ở đây mình dẹp hết đi ha. Dẹp hết. Server của mình là chỉ có cái model là user thôi. User. Models user. Rồi, mình tạo cái round để cho khách hàng là đăng ký thành viên. Đó, register nha. Chắc chắn là post rồi, tại vì khách hàng nhập cái mật khẩu lên mà. Đó, lấy tên là register luôn ha. Register. Okay. Function REST. Ở trên đây thì mình đã connect database rồi ha. Rồi, khỏi lo. Đấy. Gì giống kìa. Rồi, khi mà khách hàng người ta nhập liệu ở đây xong thì mình tạm thời dẹp qua bên ha. Nào cần thì mở ra mình coi ha. Rồi. Ok, mọi người để ý nè. Khi mà khách hàng nhập liệu đăng ký xong nó gửi lên đây thì bây giờ hình như hồi nãy phân tích nè, server nhận được đâu có lưu này database được liền đúng không các bạn. Chúng ta phải có cái gì,
À, chúng ta phải kiểm tra, mình sẽ ghi các cái nhiệm vụ cần phải làm nha. Mai mốt cũng vậy, nếu mà cái nào mà thao tác nhiều quá, các bạn ghi từng bước ra. À, check cái user name và cái password phải available. Đó, nghĩa là trên server chưa có ai dùng cái tên này. Được chưa? Bước số 2 là mình làm cái gì? À, bước số 2 là chúng ta sẽ insert database. Nhưng nghe kỹ nè, cái mật khẩu của bạn á, là phải bcrypt. Mà nó nghe nè, bcrypt là cái thư viện giúp cho bạn mã hóa dữ liệu. Và cho bạn biết luôn, bcrypt nó chạy không phải bụp một phát là ra liền, phải mất một cái thời gian mới chạy xong. Mà thường cho Node.js người ta rất quan tâm tới những cái hành động mà mất thời gian mới chạy xong. À, để làm chi? Để mà biết được là chạy xong mới insert database. Nếu mà bạn nào có không khéo á, thì coi chừng á, là nó insert database không có mã hóa dữ liệu đó. Biết tại sao không? Tại vì cái hành động mã hóa mà chúng ta code chung với hành động lưu database á, thì có khả năng mã hóa chưa xong mà nó lưu database rồi. Do đó, bước số 2 chúng ta sẽ tiến hành là gì? Bcrypt cái password. Và bắt buộc cái hành động này phải chạy xong, nghĩa là nó phải mã hóa xong cái mật khẩu người ta gửi. Thì lúc đó hành động số 3 mình mới là cái gì? À, hành động số 3 là insert database. Thì cái từ insert database mình nói vậy thôi, nhưng mà bạn tự hiểu nó chính là save. Save cái user này, save cái user này vào database, cái người mới database. Và bạn thấy rõ ràng chúng ta cần cái gì nữa. Khi mà bạn save cái người database thì cái người đó có ID là false. Mai mốt mà làm đăng nhập á, ai mà ID là false thì không cho đăng nhập, nhớ cho đó ha. Do đó chúng ta phải có cái gì? Kích hoạt email. Và bạn nhớ là khi mà bạn insert database á, thì trong đó cái random number là các bạn phát sinh luôn. Phải phát sinh luôn cái random number để đó mới insert database được. Hiểu chưa? Rồi và cuối cùng khi mà insert database xong thì làm thao tác là cái gì? À, gửi mail kích hoạt. Gửi mail ACTI lên đó. Và khi gửi mail ACTI thành công xong thì chúng ta sẽ gửi cho khách hàng một cái JSON để khách hàng biết được là thành công hay thất bại. Nếu thất bại thì thất bại ở bước nào ở trên đây? Thí dụ username ok nhưng mà password bị trùng, hoặc là ngược lại, hoặc là hai này bị trùng hết, hoặc là bcrypt vì server vì lý do đó mà nó mã hóa bị lỗi thì nó phải báo ra. Hiểu chưa? Rồi. À, mình nghĩ là chắc gửi mail ACTI thì hôm nay có không kịp đâu, tại vì nó là một cái phần ở bên ngoài, chỉ cần mình insert database thôi. Còn cái chuyện mà gửi mail chúng ta sẽ tự giải lập bằng tay, thành ra là bữa sau chúng ta sẽ có tiếp cái phần đó nếu như kịp ha. Bây giờ tập trung nè, đây là ba bước các bạn sẽ phải làm khi mà đăng ký thành viên: kiểm tra nên có trùng hay không, mã hóa mật khẩu, và cuối cùng là insert cái người này vào database. Đơn giản vậy thôi. Và chắc chắn một điều, đây là API mà, thành ra là kết quả trả về phải là dạng JSON để khách hàng biết được là insert database có thành công hay không. Mọi người nắm chỗ này chưa? Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nha. Thì trước khi đi tiếp thì bạn quan sát là bạn nên tập sử dụng cái trang là mongoose.js.com, và các bạn read the docs ở trong đây. Nó sẽ liệt kê ra cho bạn những cái hàm. À, ví dụ như là để truy vấn dữ liệu chúng ta dùng query. Đây, trong query cast catch center circle collation, hay là những cái hàm mà liên quan tới xử lý dữ liệu file tìm nè, file quanh. File là có nhiêu ra hết trả về mảng, còn file quanh là trả về một đối tượng trong cái dòng, trong cái database của bạn luôn. À, hay là bữa trước mình chỉ cho các bạn cách nối hai bạn lại với nhau thì là aggregate. Ở đây đâu rồi, nằm đâu trong đây nè. Đó là bấm tìm array mà bấm vào xem cái code nó viết thế nào, nó viết thế nào. Được chưa? Do đó nếu có thời gian thì các bạn nên xem thêm những cái hàm hỗ trợ ở đây ha. Rồi, ok, mình quay lại bài của mình nè. Bây giờ khách hàng gửi thông số lên rồi, giờ làm sao để kiểm tra là database có hàng này hay chưa? Rồi, ok, bắt đầu nha, code chung nè. Rồi, rất đơn giản bạn, dễ ồn mà. Thật ra để biết hai này có tồn tại không ấy, thì mình chỉ cần làm một thao tác thì gì các bạn biết không? Các bạn chỉ cần tìm trong bảng user cái username hoặc password, nhầm,
hoặc là email này. Đó, username hoặc email này. Nếu mà bạn tìm được cái thằng nào thỏa một trong hai điều kiện là ngay lập tức báo lỗi liền, hang này là không xài được rồi. Chừng nào mà tìm ra tao đây mà hang này không thấy nào hết thì chứng tỏ hang này hợp lệ. Hoặc bạn tách ra tìm xem trước rồi sau đó tìm email. Nhưng mà nên làm chung, tại vì hai cái nhóm này là nó phụ thuộc, nó cùng với nhau mà, giống nhau mà. Bạn nhìn nha, dùng hoàng file, mình đi tìm, mình đi tìm ha, mình đi tìm và điều kiện là không tìm thấy luôn à, thì mình mới đi tiếp. Thì bạn quan sát nè, cái hàm file của mình á, nó có cái gì nè. Hàm file thì trong hàm file á, nó sẽ có hai cái điều kiện. Thứ nhất, có hai cái tham số. Tham số nhất tìm cái gì, tham số thứ hai tìm được rồi thì làm cái gì. Đó, hiểu chưa? Và trong cái function này nè, luôn luôn có hai cái tham số. Thứ nhất error để bắt lỗi server có bị cái gì đó hay không, và tham số thứ hai là data. Tại vì find nghĩa là tìm, mà tìm là trả về cái data, do đó cái function callback phải có một cái error để bắt lỗi và data để hướng dữ liệu. Hiểu chưa? Rồi bây giờ cái xử lý chúng ta là tìm được hay không nằm trong function này để dưới. Bây giờ nhìn nè, cái này quan trọng nè. Nếu mà nói là à, điều kiện của tôi là username 2 chấm à, tôi lấy cái username khách hàng người ta nhập vào là red.body.username. Red.body username là tại vì là ở đây mình đã có body parser rồi ha. Thì khi mà nó red body bạn hiểu à, khách hàng người ta nhập username lên á. Nếu mà nói như vậy thôi thì ở đây là mình đi tìm username. Nhưng mà ủa, còn email nữa mà. Nếu mình ghi là phải một cái email 2 chấm red.body.email viết như vậy là sai. Tại sao? Nó sẽ đi tìm cái hàng nào thỏa cả hai điều kiện. Cái dấu và này là gì? Là cả hai điều kiện cùng đúng nó mới tìm ra. Như vậy nếu nó trùng username nhưng mà email nó không trùng thì nó vẫn tìm ra được cái dòng đó à, nó không tìm ra dòng đó. Là bắt buộc username trùng và email cũng trùng luôn thì cái dòng đó mới được đưa ra. Như vậy sai rồi. Cái mình cần là cái gì? Check username hoặc là email, chỉ cần một trong hai thằng trùng thôi là báo lỗi rồi. Do đó dẹp, không có viết như vậy được. Và cái chỗ này cho đặc biệt nè, mình muốn các bạn học thêm tí xíu nè. Nếu mà bạn tìm mà A hoặc B hoặc C hoặc D, nghĩa là chỉ cần thỏa một trong hai điều kiện tôi bung ra rồi, thì cách viết như sau. Các bạn đặt con chuột ở dưới ngoặc nhọn và nhấn Enter xuống hàng nha. Thì bạn để ý nha, con chuột của mình đang nằm trong cái ngoặc nhọn. Và các bạn cho mình có toán tử OR. Thì cái toán tử trong câu lệnh truy vấn Mongoose đặc điểm nhận biết nó như sau. Nó phải nằm trong giấy đôi. Nó bắt đầu bằng dấu đô la và cái tên toán tử của nó. Và hàm OR thì các bạn biết rồi, OR có nghĩa là một trong hai thằng. Được chưa? Thì sau cái OR này dấu hai chấm và các bạn sẽ mở mặt vuông ra. Và trong mặt vuông này sẽ là các cái điều kiện bạn truyền vào. Và chỉ cần một cái điều kiện này đúng thôi là cái dòng đó bị lấy ra rồi. Các bạn hiểu chưa? Và trong cái thằng này á, chúng ta sẽ mình enter, cố tình enter xuống hàng nha. Tham số thứ nhất là mình so sánh username. Và lúc này mình cứ bình tĩnh, red.body.username. Phải, tham số thứ hai là password. Field password, red.body, à, xin lỗi, à, email, mình cứ nhầm hoài. Email, red.body.email. Xong. Đó, hàm file này hơi lạ nha. Tại vì mình đang cố tình chỉ bên này để cho mình thấy cái luồn lách trong cái việc là chúng ta viết câu lệnh truy vấn. Thì khi mà user mà file như vậy bằng do bạn tất tử là OR, có nghĩa là chỉ cần cái hàng đó trùng username hoặc là cái hàng đó trùng email là cái hàng đó bị lấy ra rồi, chứ không có phải là cả hai phải trùng thì cái hàng đó mới bị lấy ra. Quan trọng chỗ này nha, không khéo là sai đó. Được chưa? Rồi, xong. Như vậy thì xuống tới chỗ này á, là đương nhiên kiểm tra data là đủ rồi. Nhưng nếu bạn kiểm tra data thì giả dụ như cái lúc đó nốt nó chạy mà server Mongo nó bị lỗi thì sao? Lúc đó cái error này nó quăng giá trị về nè. Do đó trước khi kiểm tra data luôn luôn kiểm tra cái error trước. Là đương nhiên kiểm tra error thì quá dễ rồi, mình làm nhiều lắm rồi đúng không? Nếu mà error có tồn tại thì tập trung nè. Mình đang viết API mà, thật ra không có lock chứ nha. À, về JSON là thống nhất luôn. Cứ thành công cho số 1 mà thất bại trả cho số 0.
Mà nếu là thất bại, thống nhất luôn, bạn cho mình một cái error message, bạn quăng cái error vào, thì cái kết quả này sẽ được trả về thằng nốt. À, kết quả trả này trả ra thằng nốt, à, và thằng nốt nó sẽ biết được bị lỗi gì nếu có. Hiểu chưa? Và ngược lại không có lỗi về server sơ vũng của thằng database, thì lúc đó chúng ta chỉ việc kiểm tra cái gì? À, các bạn kiểm tra data thôi. Và nếu mà data trả về rỗng chứng tỏ là server không có tồn tại hai cái thằng này, thì bạn lưu ý nè, thường á, không phải thường mà luôn luôn luôn, hàm file nè, cái hàm file nè nó sẽ trả về cho bạn là cái array. Còn nếu bạn dùng file one thì nó trả về cho bạn là object. Ở đây mình dùng file thì nó trả về mình là array, và do đó mình thường nói là à, cái mảng đó mà bằng không chứng tỏ không tìm thấy người này. À, thì mình nói làm sao? Nếu mà cái data đó chấm len JavaScript, mảng là len, nhớ chưa? Rồi, mà bằng không, chứng tỏ là nó tìm trong database không có tồn tại hai cái người này. Ha, hai người này. Đó. À, chúng ta hoàn tất bước số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển bước số 2 và bước số 3, và mình để bước số 2, số 3 ở trong đây nè. Các bạn hiểu chưa? Đó, xong. Như vậy code của bạn mà chạy được vào tới đây có nghĩa là nó đã không không có tồn tại cái thằng này database rồi. À, thông nhất như vậy ha. Đó, username, email. Thì bây giờ để kiểm tra, ở đây mình ghi là rest json, và cái json của mình sẽ là kawi2.1. Đó, nghĩa là mình làm tới đây để mình test thôi. Nếu mà ra là số 1 chứng tỏ là nó ok, đi tiếp. Hiện tại database mình làm gì có ai đâu, đúng không? Thì chắc chắn ra số 1 rồi, không bao giờ ra trường hợp này hết. Lát nữa mà insert một vài người là mình mới kiểm tra được trùng hay không. Nhưng mà mình vẫn kiểm tra ngay bây giờ nha. Ngắt server nè. Ok. Rồi thống nhất chúng ta dùng Postman ha. Địa chỉ IP thì thôi, IP thì cứ dò ở bên kia ha. Ở đây mình đang dùng Postman, thành ra mình được phép dùng localhost. Rồi, xuyệt cái round là cái gì quên rồi. Register. Đó. Register. Chuyển qua body nè, hoặc qua web nè. Nhớ chưa? Nhớ chỗ này không? Rồi. Tạm thời mình chỉ truyền hai cái thôi, là user name, cái thứ hai là email. Rồi, username là tèo, email là tèo@yahoo.com. Phương thức truyền là post, các bạn nhìn kỹ nha. Body hoặc web, truyền username và email, gửi. Đó, KW1. Như vậy chứng tỏ là nó không tìm thấy cái người nào trong database có thông tin này. Như vậy hai cái tên này hợp lệ, do đó nó nhảy vào cái bước là JSON KW1. Như vậy nhiệm vụ tiếp theo của mình là mã hóa và insert người này vào database. Thế là xong. Ok, hiểu ha. Làm tới đâu mình dừng tới đó ha. Rồi, ai hiểu chỗ nào thì cứ hỏi nha. Mình dừng lại 2 phút để cho các bạn dò lại khúc chỗ này ha. Cái quan trọng là cái hàm OR chỗ này nè. Nghĩa là chúng ta tìm theo thỏa một trong hai điều kiện, hoặc chỉ cần một thằng đúng thôi là cái dòng nó bị lấy ra rồi. Ha, tán tử OR.
Rồi, đi tiếp nè. Bây giờ bước theo là mình chỉ với bạn cách chúng ta mã hóa cái mật khẩu. Thì đương nhiên cái mật khẩu người ta nhập là redbody.password rồi, nhưng mà thư viện mà sẽ dùng là thư viện bcrypt. Nhớ luôn nha, từ giờ trở đi đụng tới mã hóa mật khẩu thì các bạn dùng bcrypt nha. Bcrypt. Thằng Bitcoin á, cái cách mà nó tạo đồng Bitcoin, cái phương thức mã hóa của nó đó thì nó giống như thằng bcrypt mà đã sử dụng nè. Thư viện này ha. Rồi, cài thư viện vào nha. Cài thư viện vào. Bcrypt.js, nhớ nha, lưu ý nè, chúng ta dùng Bcrypt.js nha. Rồi. Ngắt server một cái cài cái đã. Bcrypt.js. Nhớ nha, Bcrypt.js. Rồi, cài thêm vào. Xong. Rồi bây giờ lấy ra xài nè. Lấy ra xài thì nó chỉ cho bạn nè. Mình coi cái chỗ cấu hình trước ha. Coi chỗ cấu hình trước. Đây chắc chắn với bạn rồi, muốn xài là phải gọi thư viện vào, mượn một dòng nha. Thì cái chỗ cấu hình bcrypt mình sẽ để trên này nha. Bcrypt.js. Rồi, gọi thư viện vào nè. Rồi, bcrypt.js, cái số 1. Cái số 2, cấu hình cái phương thức mã hóa thì nó chính là cấu hình cái song, cấu hình bitson đó rồi. Song round. Chắc là đợi chút nha, mình coi cái doc nó chút đã. Ở đây nó liên GitHub nè, đi về GitHub coi cho dễ nè. Ở đây nó viết đầy đủ hơn. Đây cái song của nó nè. Chúng mình đọc coi cái song của nó là để nó hash một cái string. Đây cách nó compare nè, nghĩa là đã có nó băm ra cái chuỗi rồi và nó compare cái mật khẩu mới. Đây gọi thư viện nè, json async nè. Rồi ok. Mình khai báo nhanh một cái rồi bạn sẽ thấy chỗ này mình nói thêm hơi ngoại lệ chút nha, nhưng mà không hiểu lẫn được. Khi mà các bạn search một cái hàm trong Node.js, nó sẽ có since và async, thì các bạn chọn cho mình thằng async nha. Tại vì nếu mà bạn chọn since á, nghĩa là nó chạy đồng bộ hóa. Nhưng mà thấy là thí dụ những cái hàm json nó để ngang hàng như vậy nè. Giờ bạn suy nghĩ, bạn copy cái đoạn code này bạn dán vào trong node. Trong node của bạn đang có cái đoạn code cell và database. Mà nếu mà bạn để ngang hàng với đoạn cell database trong node á, là cái hành động cell database và cái hành động mã hóa nó sẽ chạy cùng lúc với nhau, bùng một phát. Bạn start server là nó chạy liền ngay lập tức. Mà nếu như vậy á, bạn sẽ gặp trường hợp, trời thằng này nó chưa mã hóa kịp mà thằng kia nó cell database, ủa nó cell cái gì. Do đó những cái hàm mà mất thời giờ phải chạy á, thì thường thư viện của nó sẽ hỗ trợ cho bạn thêm viết cái hàm đó ở dạng async. Async thì bạn thấy là nó là bất đồng bộ, và bạn thấy nó có cái function dạng callback. Có nghĩa là gì? Ý bạn thấy là nghĩa là nó chạy mã hóa xong rồi đó, nó mới đi nó làm cái hành động function này. Do đó cái ưu tiên sẽ gì? Async. Cứng khừng hơn. Được chưa? Rồi đây hàm nó đây nè các bạn. Số 10 là phương thức mã hóa nè ha. Rồi bcrypt mình có rồi ha, mình gọi thư viện rồi nha. Mình đem này về, bcrypt có rồi nè. Rồi giờ bắt đầu nè, chỗ này mà mã hóa mật khẩu nè, ịnh vào.
Đây thì cho mã hóa mật khẩu ở đây nè, phương thức mã hóa nè, và cái function này là bắt lỗi mã hóa, và cái sound là cái giá trị mà nó phương thức mã hóa của mình. Thì bạn thấy là trong cái sound này á, bạn quan sát nè, nghe nè, quét chọn cho mình cái chuỗi này, và đây là cái mật khẩu khách hàng ta nhập, red.body.password đó. Rồi được chưa, red.body.password. Và cái hash này nè, cái hash này là gì, là cái chuỗi mà nó đã mã hóa được cho mình. Kiểm tra nha, bây giờ cái reason này mình dẹp nha. Rồi nếu mà nó mã hóa thành công, nó vào được tới đây luôn á, thì mình thử thêm cái thông số là quăng cái hash này ra để mình xem coi nó mã hóa thành công hay không, được chưa? Rồi ok, thử ha. Ngắt server nè. Rồi bây giờ mình thử gửi lại cái này. À thêm password nữa mới được nha. Password và mật khẩu nhập là 123. Gửi. Đó, bạn thấy chưa? Nó trả cho password, và bạn nhìn nè, mình gửi lần nữa nè. À, cứ mỗi lần mình gửi lên thì cùng là 123, nhưng mà cái hàm hash sẽ bơm cho mình cái giá trị khác nhau. Thành ra tụi nó có muốn dò dò cũng được đâu, hiểu chưa? À khoan, cái chỗ này vô tình mình nhìn lại, nếu data lên bằng 0 thì inside database, còn ngược lại mình chưa có làm mà. Ngược lại có nghĩa là nó dò thấy có hai này tồn tại ở trong thì mình trả ra KQ là 0. Và đương nhiên lần này mình sẽ nhắc cái lỗi của mình là cái gì? Username or email is not available. Thấy chưa? Nhắc người ta nghĩa là bên iOS nó đăng ký trùng thì nó sẽ nhận được KQ là 0 với cái mã lỗi là cái này, để biết à nó kẹt đâu trên kia nè. Rồi còn khúc này là khúc nó mã hóa. Ok bây giờ mình có cái mã, cái password nào, thấy chưa? Bây giờ có cái password này rồi thì mình làm thao tác là cái gì? À mình insert database đó. Bước số 3 là mình insert database chỗ này nè, được chưa? Thì insert database với om mình chỉ việc làm gì. Và new user bằng user, và lúc này mình mượn cái cấu trúc này đem qua thôi. Đó xong, thì trong mấy cấu trúc này đem qua thì có lưu ý chỗ nào đây? Đây những gì mà khách hàng người ta nhập á, thì là mình red body về những cái mặc định nè, nghe nè, IP là phones, tại vì đăng ký chưa có kích hoạt mail lấy gì true, được chưa? Có một random number, cha này là cái code rồi, cái code. Thì cái hàm mà random number thường là các bạn sẽ sử dụng rất là nhiều, thành ra là chúng ta sẽ tạo hẳn một cái hàm mới luôn để mỗi lần lấy ra xài á, thì mình gọi cái hàm nó ra thôi. Thì khuyên bạn ha, các bạn ra ngoài các bạn cho mình một cái hàm là phát sinh cái chuỗi tự động đi ha, đừng ghi là function random string, hàm này không có đâu, tự viết ra ha. Và cái tham số truyền vào là cái độ dài, chiều dài ký tự, được chưa? Dễ lắm. Đầu tiên là các bạn cho mình cái mảng là a b c d viết hoa, rồi a viết thường, b viết thường, c viết thường, ha, rồi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Về nhà có thời gian thì bạn bổ sung thêm cho đủ 24 chữ cái nha. Thì đơn giản lắm, cái chiều dài ví dụ 10 đi, thì mình cho dòng lập chạy 10 lần, mỗi lần chạy á mình bóc đại một cái tự nào đó ra trong đèn quăng vô chuỗi đó, mình trả chuỗi đó là xong, thấy không?
cái chuỗi kết quả của mình là rỗng nha. Rồi mình cho dòng for nó chạy từ một chạy tới dài, dài bao nhiêu thì chạy bấy nhiêu lần, được không? Mỗi lần chạy thì mình làm cái gì? Mình bóc một cái ký tự bất kỳ trong cái mảng ra, được chưa? Và mình ghép vào chuỗi cao quy, cao quy bằng chính nó nè, cộng với mảng phần tử thứ, và đương nhiên cái phần tử thứ mấy là phải random rồi. Random ở trong JavaScript các bạn dùng hàm math.for, trong đây chúng ta là math.random, bạn nhân cho cái mảng chiều dài của nó. Ý là vậy nào bạn, thí dụ như cái mảng này có 10 phần tử thì random là từ 0 tới 9. Cái mảng này có 37 phần tử thì random này sẽ là từ 0 tới 36. Đó, các bạn thấy tự test cái này ha. Vì về rảnh thì cứ lóc ra thử để mà xem. Và sau khi nó chạy dòng này xong thì return cái KQ này ra, xong. Đó, như vậy là bạn mà chạy cái hàm này là nó random chuỗi bất kỳ cho bạn đó. Nhớ lát nữa học xong có thời gian á, bạn bổ sung đầy đủ 24 chữ cái với mình nha. Tự bổ sung ha. Rồi quay lại anh trên nè. Đây, cái random string thì mình lấy cái này. Thì cái hàm này nó chạy cái bật cái ra liền, chứ đâu mất thời giờ mà nó chạy đâu, mày hiểu không? Thành ra là không cần phải quan tâm tới đồng bộ, bất đồng bộ gì hết. Gọi thẳng cái hàm này ra luôn. Rồi những view khách hàng nhập là bắt buộc phải để ở đây rồi. Được chưa? Username là rect.body.username. Cái password chính là cái hash mà mình đã mã hóa được nè. Email red body email. Rồi tương tự ha. Đó. Đấy, xong. Được chưa? Và mình thử nếu mà làm được tới đây thì khoan Excel database nha. Mình đổ ra ngoài cho mình thấy nó ra chưa đã là tính tiếp. Mình quăng cái khỏi, tạm thời mình quăng nguyên cái user này ra luôn. JSON của nguyên cái new user này ra. Được chưa? Ok, thử nha. Ngắt nè. Rồi, hấp dẫn đây. Xem kết quả nãy giờ mình làm được thế nào nha. Username, email, password, địa chỉ 123 ABC. Rồi, họ tên. Rồi, xong. Được chưa? Ok, chúng ta thử nha. Send. Chết cha, sai gì rồi. Đợi chút, bình tĩnh. Coi cái lock. Dài is not defined. À, hiểu rồi. Dài thì phải quăng vô, dù là muốn cái chuỗi 20 ký tự để 20 chứ. Hiểu chưa? Cái dài, cái chữ dài là do mình code cái thôi, đúng không? Code hàm thôi. Còn lấy ra xài, phải truyền tham số vô cho nó. Rồi lại nè, send. Nữa gì nữa đây? Rejection is not a function. À đây, rest. Rồi chờ lại nè. Ok, ngon lắm. Được chưa? Và bạn quan sát nè, random number nó phát sinh ra cho mình không? Thì mình sẽ lấy cái này mình gửi email cho nó. Mà nó quick cái mail nó sẽ gửi cái đúng random này lên. Và chúng ta dựa cái này chúng ta kích hoạt lên true. Thông số đúng hết chưa? Đúng rồi, mã hóa. Ngon lành ha. Và nhiệm vụ ở đây mình là cái gì? Khi bạn thấy được cái này rồi, chúng ta chỉ việc là Save lên Mongo. Error. Rồi chỉ việc kiểm tra thôi. Nếu mà error có tồn tại
Nhớ là chúng ta viết API thì tất cả là phải trả về API JSON hết. Nhớ ha. Error này quăng error ra ha. Else. Lần này là insert thành công. Thế là đủ. Và nếu mà bạn thích cái thông tin của người mới đăng nhập á, có người đăng ký, bạn truyền thẻ user về cho họ. Xong. Được chưa? Và mình nốt nhẹ nhẹ chỗ này nha. Bước số 3 là gửi mail. Gửi mail có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái random này nè, chúng ta tạo cái mail, cái link mà chúng ta gửi vào mail khách hàng. Và khách hàng người ta check mail, ta click link đó, thì click link đó nó sẽ bắn qua một cái route khác, chúng ta route này. Và nhiệm vụ của route post của bạn tới đây là hết rồi đó. Xong. Được chưa? Rồi giờ kiểm tra lại hết tổng thể tất cả giờ nãy giờ mình làm nè. Ok. Và thấy là lần này á, nó sẽ khác một điều là gì? Nó có sale và database. Nhìn nha. Send. Oops. Như đây. Sao cái này nó hay dính cái này quá ta? Red vision. Rồi. Lại nào. Rồi, gửi. Recognition gì nữa vậy? À, cái này ha. Rồi, xong. Vậy chắc chắn với bạn là hồi nãy lên database rồi đó. Nghĩa là thằng này bị trùng nè. Bây giờ mình cố tình nha, cho username không trùng, để email trùng thôi. Nó vẫn báo, các bạn thấy chưa? Nó vẫn báo bị trùng. Bây giờ username trùng, email không trùng, cũng báo luôn, thấy chưa? Bây giờ sửa đi. Username mới, email mới, tí cộng gmail.com. Rồi. Ngon lắm. Các bạn thấy chưa? Rồi thích thì mở ra đây kiểm tra, chắc chắn database đang có hai thằng, cái chảnh thằng Tí với thằng Tèo. Rồi, xong, như vậy là chúng ta giải quyết xong cái thằng đăng ký. Thì bữa sau nếu có thời gian thì mình sẽ chỉ với bạn cách sử dụng cái thằng mail để mà bạn gửi và viết ra apti lên một phát một nữa là xong. Hiểu chưa? Và như vậy thì bạn thấy là ở đây mình đang dùng Postman. Nhưng mà bạn hiểu đơn giản cái round này á, chúng ta sẽ về app iOS, chúng ta sẽ viết cái form cho cái thằng nhập liệu những thông số này lên. Và cái việc post ở đây thôi. Và những gì mà iOS mình nhận được sẽ là cái chuỗi này nè. Để chúng ta bắt lỗi nếu có. Rồi, hiểu chưa? Giờ bạn thấy rồi là cái quy trình để mà, cái cách để mà khi mà vào thực tế thì bạn thấy rất nhiều cái để các bạn giải quyết, các bạn hiểu không? Không phải đơn giản chứ là nải dữ liệu thì dưới server là dưới client server, mà phải kiểm tra rất nhiều cái linh tinh giống như vậy. Quan trọng lắm ha. Rồi, xong. Bạn nhìn kỹ là có tới đây, có chỗ nào bạn thắc mắc không? Cái nào chưa hiểu thì cứ hỏi nha, gõ comment vô. Rồi, thôi, ok, ổn ha. Nếu không có gì thì cố gắng là lại bài này cho nó quen nha. Ở đây bạn thấy được cái quy trình chúng ta đẩy lên server, chúng ta tương tác server phần đăng ký thế nào. Rồi còn kích hoạt nữa, đăng nhập nữa, còn hai cái quan trọng nữa thì mới xong cái phần xác thực user này nha. Rồi thôi, hôm sau mình tiếp nha.